Dạ rồi, hello Thanh An, xin chào mừng tất cả các anh chị đang có mặt trong buổi livestream trực tiếp của Thanh An, và chúc chào tất cả các anh chị một ngày tràn đầy năng lượng, thành công, giàu có, mạnh khỏe và hạnh phúc trọn vẹn suốt cả cuộc đời các anh chị nhé. Và hôm nay thì Thanh An lại tiếp tục quay trở lại với các anh chị chuỗi chu kỳ bí kíp gia tăng dòng tiền những tháng cuối năm và đặc biệt là tháng 11 năm 2023 các anh chị nhé. Chúc cho tất cả các anh chị những tháng cuối năm thật là bùng nổ về quy mô, bùng nổ về lợi nhuận và bùng nổ về tiền các anh chị nhé. Đúng không ạ? Rồi, và những ngày vừa qua chúng ta cũng đã đi qua những cái nội dung để mà chúng ta tìm hiểu về luật hấp dẫn rồi đúng không ạ? Và chúng ta cũng đã thiết lập nên những cái mục tiêu, và Thanh An cũng đã chia sẻ với các anh chị những cái bí kíp để giúp cho chúng ta thu hút được những cái nguồn lực đến, giúp cho mình thu hút được những cái nguồn lực giúp cho mình đạt được mục tiêu rồi đúng không ạ? Và hôm nay cũng đã là ngày hơn nửa tháng của tháng 11 rồi các anh chị. Hôm nay cũng đã là ngày 17 rồi các anh chị nhé. Vậy thì cho Thanh An hỏi các anh chị ngày hôm nay các anh chị đã đạt được bao nhiêu phần trăm mục tiêu của mình rồi ạ? Anh chị đã đạt được bao nhiêu rồi ạ? Đấy, anh chị đặt ra mục tiêu tài chính tháng 11, ví dụ như mình đặt ra mục tiêu là 100 triệu đi. Vậy thì mình đã đạt được bao nhiêu trong số 100 triệu của mình rồi ạ? Và nếu như những anh chị ở đây chúng ta đã đạt được cái mục tiêu tài chính của mình trong tháng 11 rồi, thì sao? Thì mình sẽ tiếp tục nhích cái mục tiêu của mình lên một xíu các anh chị nhé. Ví dụ là 100 triệu thì mình sẽ đặt tiếp tục lên là 120 triệu và tiếp tục lên là 130 triệu. Được không ạ? Rồi sau đó là gì? Rồi sau đó là chúng ta đạt được cái mục tiêu số 2 thì mình sẽ đặt lên tiếp các anh chị nhé. Được không ạ? Đấy, anh chị có hiểu được chỗ này chưa ạ? Còn những anh chị nào mà chúng ta đang trên cái hành trình đạt được cái mục tiêu lần một của mình á, thì mình cần phải tập trung vào cái mục tiêu của mình các anh chị nhé. Anh chị phải tập trung vào những cái thói quen hàng ngày của mình. Đó là gì? Đó là hình dung tưởng tượng vào buổi sáng sau khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Chúng ta cần phải làm chủ cái suy nghĩ của mình, chị làm chủ được cái cảm xúc, làm chủ được cái lời nói và làm chủ được cái hành động của mình các anh chị nhé. Được không ạ? Chúng ta phải kiểm soát được cái thân tâm trí của mình đó. Và hàng ngày anh chị cần phải làm tập trung vào những cái thói quen gì, những cái thói quen giúp cho mình gia tăng dòng tiền các anh chị ha. Anh chị chép livestream nè, anh chị tham gia các cái buổi Zoom nè, anh chị nói chuyện với khách hàng nè. Được không ạ? Rồi làm gì? Anh chị phải liên tục làm chủ được cái tâm trí của mình, bằng cái việc là sao? Bằng cái việc là mình chỉ nói, chỉ nghĩ, chỉ hành động những cái điều tích cực thôi các anh chị nhá. Được không ạ? Lâu lâu á, mình cũng có thấy là gì? Mình có những cái lời nói không tích cực. Lâu lâu mình cũng có thấy là mình có những cái suy nghĩ không tích cực. Thì sao? Thì chúng ta hãy tập trung vào cái quy tắc 90 giây. 90 giây để chuyển hóa ngay các anh chị nhé. Nếu như mà mình thấy mình vừa mới thở ra, vừa mới có một cái suy nghĩ gì đó không tích cực, thì sao? Thì mình phải kéo bản thân mình lại ngay các anh chị nhé. Mình phải điều chỉnh lại cái ngôn từ của mình phải kéo lại cái suy nghĩ của mình, được không ạ? Tôi thủy thủ, tôi an toàn, tôi là người thành công, tôi là người giàu có các anh chị nhé. Đấy, được không ạ? Và hôm trước á, thì Thanh An cũng có chia sẻ với các anh chị trong cái chu kỳ tháng trước, đó là gì? Đó là lý do tại sao cũng có rất là nhiều người họ ứng dụng luật hấp dẫn nhưng mà họ không có thu hút được cái mục tiêu của mình. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ chưa làm chủ được cái cảm xúc của mình các anh chị nhé. Họ chưa làm chủ được cái cảm xúc của họ. Họ để cho cái cảm xúc của họ lên xuống các anh chị nhé. Và cái điều gì khiến cho cái cảm xúc của mình lên xuống ạ? Đó là gì? Đó là cái suy nghĩ, đó là cái niềm tin, đó là cái thói quen các anh chị nhé. Hoặc là những cái gì, hoặc là những cái ngoại cảnh ở bên ngoài nó sẽ chi phối, nó sẽ chi phối cái cảm xúc của mình các anh chị, được không ạ? Nó chi phối cái cảm xúc của mình, và nó dẫn tới cái cảm xúc của mình là nó sao, nó lên xuống. Vậy thì có một số anh chị hỏi với Thanh An đó là gì?
Đó là em ơi, chị rất là hay mất tập trung em ơi, cảm xúc của chị còn lên xuống. Vậy thì sao? Vậy thì anh chị phải hiểu nè, đó chính là một cái phần của quá trình được không ạ? Đó chính là một phần của quá trình, và mình cần phải vượt qua cái điều đó các anh chị nhé. Chứ có một số anh chị là sao ạ? Có anh chị nói là một số anh chị mình mới học có mấy ngày à các anh chị? Một số anh chị mới học có mấy ngày mà đã mới học có mấy ngày thôi các anh chị, nhưng mà sao, nhưng mà đòi một cái kết quả rất là lớn. Anh chị cần phải hiểu một cái điều như thế này nè. Ở đây anh chị có gia đình, có con rồi chưa ạ? Đúng ạ. Khi mà con của chúng ta tập đi các anh chị, thấy những cái bước đầu tiên nó đi chưa được, mình có nói là con gì đâu mà không biết đi không? Đấy, tại sao con nhà người khác biết đi mà con nhà này chưa biết đi? Có khi nào mà anh chị nói như thế không ạ? Có phải con của mình mới chập chững đi, mới bước đi 1 2 ngày, anh chị có nói là gì? Anh chị có nói bảo sao mà không đi được, sao mà thậm chí là sao, thậm chí là khi mà chưa đi được, mình có đánh con mình không các anh chị? Mình có đánh con mình không ạ? Không, không đúng ạ. Vậy thì sao? Vậy thì cái tình thương của các anh chị như thế nào thì mình hãy dành tình thương cho chính mình như thế các anh chị. Tức là sao? Tức là mình phải thấu hiểu cái hành trình, mình phải thấu hiểu cái hành trình của mình á, nó giống như là một cái đứa trẻ bập bẹ các anh chị, được không ạ? Bập bẹ, đang tập đi từng bước một, đang tập đi từng 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 chút một, từng bước đi đầu tiên mà các anh chị, khi mà mình mới á, nó đã khó rồi. Mà mình lại còn chi phối bởi những cái sự việc, gọi là những cái điều mà không có được tập trung, rồi những cái điều mà không có gọi là gì, những cái điều cảm xúc nữa các anh chị. Đấy, cho nên là sao, cho nên là những cái điều đó nó đã bao nhiêu năm rồi, năm nay anh chị bao nhiêu tuổi, thì những cái điều đó nó đã tương xứng với bao nhiêu năm của các anh chị rồi. Đấy, nó đã đi cùng với các anh chị bao nhiêu năm qua, mấy chục năm qua rồi. Cho nên là sao? Cho nên á, nếu như á, bây giờ mà anh chị mới học có cùng với câu lạc bộ mới có mấy ngày thôi, thậm chí là 1 tháng, thậm chí là sao, thậm chí là 2 tháng, mà anh chị vẫn có những cái cảm xúc lên xuống, hay mất tập trung hay chưa tập trung lắm, thì sao? Thì mình cần phải có một cái sự hiểu biết. Đó là gì? Đó là mình mới quen với những cái kiến thức này, nó mới có 1 tháng à các anh chị, so với mười mấy năm, so với mấy chục năm, thì sao, thì chưa có xi nhê gì đâu các anh chị ơi. Được ạ, chưa có xi nhê gì hết ha. Nó chỉ mới là giống như là một cái hạt cát trên cái sa mạc vậy đó các anh chị. Được không ạ? Vậy thì mình sẽ có 2 cái sự lựa chọn. Một là mình sẽ tiếp tục kiên nhẫn. Hôm nay chưa, mình mới làm chủ được cái tâm trí của mình có 1 tiếng thôi. Mai mình tăng lên 1 tiếng rưỡi các anh chị, và mỗi ngày thì sao, mỗi ngày mình giỏi hơn và giỏi hơn ấy. Chứ còn nếu không thì sao, nếu không mình không có lựa chọn cái sự phát triển thì dễ lắm các anh chị, thì mình thoát dung, mình xóa dung, mình xóa Zalo, mình xóa, mình không vào trang Facebook, trang web của Thanh An nữa đấy. Các anh chị, các anh chị dễ mà, khi mà mình lựa chọn cái sự từ bỏ thì nó dễ lắm các anh chị. Cái thao tác để mà mình thoát tất cả mọi thứ á, nó rất là nhanh luôn các anh chị nha. Nhưng mà mình có chấp nhận một cái điều là mình quay trở lại cái cuộc sống cũ, cái cuộc sống mà các anh chị đang mong muốn được thoát ra hay không? Các anh chị có mong muốn quay về cái điều đó không ạ? Các anh chị có chấp nhận cái điều đó không ạ? Anh chị đang đi tìm con đường để mà các anh chị thay đổi, mà anh chị đã gặp được những cái con người, cũng đã chia sẻ cho các anh chị, rồi anh chị gọi là gì, cũng chia sẻ cho các anh chị từng bước một, rồi cũng chia sẻ cho các anh chị từng cái hành động một. Thế thì mình có thấy khó quá bỏ qua không ạ? Có thấy khó quá bỏ qua không các anh chị ơi? Đấy. Nếu như mà mình bỏ qua thì nó dễ lắm các anh chị, mình chỉ cần ấn thoát ra tất cả các nhóm rồi mình không không vào, mình không xem nữa là được thôi mà. Cái đó rất là nhanh, cái đó rất là dễ các anh chị nha. Nhưng mà sao, nhưng mà việc của mình là mình cần phải kiên nhẫn, được không ạ? Cái chìa khóa ở đây đó là gì? Chìa khóa ở đây đó là mình cần phải có được một cái sự kiên nhẫn các anh chị nha, được không ạ? Và anh chị hiểu này, cái tư duy, những cái niềm tin của mình trước giờ nó giống như là một cái cây cổ thụ á.
À, bây giờ một mình anh chị mà nhổ không được thì sao? À, thì mình phải dùng xà beng để mình nhổ nó lên, mình đào xới nó lên. À, rồi mình bứng một ngày chưa lên thì sao? À, mình bứng nhiều ngày các anh chị. À, mỗi ngày mình kiên nhẫn, mình bứng nó lên thì dần dần á, nó sẽ lên các anh chị nhé. À, nếu như mà mình không bứng được thì sao ạ? Thì mình nhờ người khác bứng giùm với mình, thì nó sẽ lên thôi các anh chị. Được không ạ? Cho nên á, nếu như mà mình thấy có những cái cảm xúc chi phối mình, rồi cái cảm xúc của mình á, là sao cứ hay lên lên xuống xuống, rồi những cái thói quen cũ kéo mình lại, mình có những cái hình ảnh cũ, có những cái trải nghiệm cũ nó kéo mình lại các anh chị, thì đó là cái chuyện bình thường thôi. Có là chuyện bình thường, còn không có mới là chuyện bất thường các anh chị. Được không ạ? Anh chị thấy cái điều đó là một chuyện hết sức bình thường ha. Mình đang thay đổi con người mình từ một cái con người là có rất là nhiều những cái giới hạn trong rất là nhiều năm vừa qua, và mình trở nên thành một cái con người có những cái thói quen mới hoàn toàn. Mình phá vỡ được những cái giới hạn của bản thân mình, được không ạ? Và khi mà anh chị bước qua những cái thói quen mới, bước sang những cái thói quen mới này này, anh chị sẽ thay đổi hoàn toàn được cái cuộc sống của mình, các anh chị nhé. Cho nên là sao? Cho nên là khi mà anh chị có được môi trường công bộ, đó là một điều hết sức là tuyệt vời. Đấy, hết sức là tuyệt vời các anh chị ha. Và nếu như mà hôm nay là ngày 17 tháng 11 rồi các anh chị, chúng ta có những cái mục tiêu của tháng 11 mà chúng ta chưa đạt được 50% á, thì sao? Thì mình hãy ngồi mình rà soát lại các anh chị. Mình ngồi mình rà soát lại, xem thử là những cái bước hàng ngày của câu lạc bộ anh chị đã làm đúng chưa. Làm những cái bước quy trình buổi sáng, những cái bước tổng kết thành công, những cái bước là bỏ quỹ tự do tài chính, những cái bước mà kiểm đếm số dư và ăn mừng đấy, đặt hàng vũ trụ, viết lòng biết ơn, ghi chép livestream, đọc sách nè, tham gia những cái buổi Zoom, vân vân và vân vân, những cái bước mà hôm trước Thanh An đã chia sẻ với các anh chị đó đấy. Rồi anh chị có những cái công việc đang tạo ra tiền, công việc kinh doanh nè. Rồi mình công việc kinh doanh của mình có hành động hay không, hay là sao, hay là mình chỉ ngồi đó mình chép livestream khư khư thôi các anh chị. Nhiều anh chị nói là gì, ôi chị mê quá, chị ngồi chị chép livestream không à. Đấy, thế thì đơn hàng cũng có, nhưng nếu như mà anh chị không tiếp tục gieo, anh chị không tiếp tục chia sẻ, anh chị không tiếp tục lan tỏa, nó vẫn về tiền các anh chị. Nó vẫn về tiền, nhưng mà sao, nhưng mà đó là những cái đơn hàng mà anh chị đã gieo trong cái quá khứ rồi. Còn khi mà anh chị vừa gieo, anh chị vừa gia tăng cái trí tuệ của mình lên á, thì những cái đơn hàng lớn nó mới về với các anh chị được, được không ạ? Cho nên là sao? Cho nên là anh chị phải hiểu được cái câu nói phép màu của câu lạc bộ đó là gì? Đó là ghi chép livestream tiền về các anh chị nhé. Tiền về á, nó phụ thuộc vào những cái giá trị, vào những cái hạt giống mà anh chị đã gieo trong quá khứ. Khi mà anh chị chép á, thì nó về á, nó về tiền chục triệu, nó về tiền trăm, là sao, là thậm chí có những anh chị chết là về những cái khoản tiền thu hồi thu nhập luôn. Tại vì sao? Tại vì đó là những cái khoản tiền nó đã được gieo trong quá khứ rồi các anh chị. Anh chị cần phải hiểu đúng, hiểu kỹ, hiểu đủ các anh chị nhé. Và các anh chị cần phải liên tục gieo hạt, liên tục gia tăng cái giá trị của mình các anh chị. Giống như là bản thân của Thanh An á, khi mà mình hiểu được cái điều này nè, mình hiểu được á, là cái tài sản, tiền và tài sản của mình á, thì bằng đúng cái tư duy gốc rễ cộng với cái giá trị mình trao cho thị trường. Và khi á, mà Thanh An hiểu được cái điều này này, ngoài cái việc á, là mình làm kinh doanh ra, mình phát triển bản thân mình ra, mình cần phải biết cái cách để mà mình trao giá trị cho thị trường nữa các anh chị. Mình cần phải dành thời gian trong ngày của mình để mình phát triển bản thân mình lên. Còn ngày trước á, thì mình chỉ có một cái vế thôi. Đó là gì? Đó là mình chỉ làm được một cái việc là mình làm tốt cái vế là trao giá trị cho thị trường thôi. Là tức là sao? Tức là mình lao đầu ra kinh doanh. Nhưng mà cái vế còn lại mình không làm. Cái vế còn lại là cái vế gia tăng cái giá trị nội tại, là gia tăng tư duy, kiến thức, tầm nhìn của mình đó. Vậy nên anh chị mới thấy là gì, anh chị cũng kiếm được rất là nhiều tiền, nhưng mà anh chị không giữ lại được là như vậy đó. Tại vì sao? Tại vì á, nó đúng có một vế là các anh chị, anh chị đi ra ngoài, anh chị trao giá trị, anh chị giải quyết nhu cầu của thị trường á, rất là tốt, nhưng cái vế còn lại là gia tăng giá trị của bản thân mình, anh chị không làm á, thì nó mất cân bằng các anh chị. Nó mất cân bằng thì sao? Thì tiền nó tụt, tiền nó rơi ra và tiền nó tụt theo các anh chị nhé.
và anh chị cần phải xem lại những ngày qua anh chị đã làm những cái điều gì. Mình có tập trung toàn bộ tâm trí của mình có tập trung thân tâm trí của mình về cái mục tiêu của mình không? Từ cái suy nghĩ, từ cái cảm xúc, từ cái lời nói, từ cái hành động của mình có tập trung vào cái mục tiêu tài chính của mình không? Đó, những anh chị nào mà chúng ta chưa đạt được mục tiêu 50% mục tiêu của mình thì mình rà soát lại các anh chị nhé. Mình xem thử những cái thời gian vừa qua, năm giác quan của mình có cho tiếp xúc với những cái thông tin, với những cái báo chí hoặc là với những cái điều trong quá khứ nó lôi về, nó kéo mình về hay không? Đấy, và để giúp cho những cái ngày cuối tháng mình thay đổi các anh chị nhé. Mình thay đổi để đạt mục tiêu 30 ngày tháng 11 chứ các anh chị, được không ạ? Đấy. Giờ chúng ta học liên tục 30 ngày, học dùng sáng, dùng trưa, dùng tối, thì mình cũng phải biết được cái kết quả cuối cùng của cái việc mà mình đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc trong cái việc này chứ các anh chị. Mình học để mà mình biết là mình thu về được những cái kết quả gì chứ ạ. Chứ bây giờ mình học mà mình không biết là mục đích học để làm gì thì sao ạ? Thì nó lại tốn rất là nhiều thời gian các anh chị ha. Anh chị học để anh chị cũng tốn tiền mà. Đó là gì? Đó là tiền mà anh chị có điện, có wifi, có bút, có vở để anh chị vào được Zoom chứ. Cái đó cũng đóng bằng tiền mà, đúng không ạ? Cho nên là sao? Cho nên bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây, chúng ta cam kết rằng trong ngày hôm nay chúng ta sẽ rà soát soát lại. Chúng ta rà soát lại xem thử là những cái mục tiêu của chúng ta đã đạt được bao nhiêu phần trăm rồi. Nếu như mà chưa đạt được cái mục tiêu của mình thì mình hãy rà soát lại xem thử rằng là những cái ngày qua mình đang tập trung vào cái điều gì các anh chị nhé, được không ạ? Mình đang tập trung thân tâm trí của mình vào cái điều gì, và mình có cái sự thay đổi và điều chỉnh các anh chị nhé, để trong vòng những cái ngày sắp tới của tháng, thì sao mình có những cái sự điều chỉnh để giúp cho mình đạt được mục tiêu các anh chị ha. Không chỉ là đạt mục tiêu 100% đâu các anh chị, mà đạt trên 100% các anh chị nhé, được không ạ? Đấy. Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị cam kết cái điều này, là mình hãy comment tôi, được không ạ? Và cái điều này thì mình làm vì chính mình các anh chị nhé, làm vì chính mình các anh chị, chứ không phải là làm vì cho Thanh An đâu các anh chị ơi. Mình làm vì chính bản thân mình làm vì cái kết quả của mình các anh chị nhé, về cái thu nhập của mình, được không ạ? Và có một cái chìa khóa để giúp cho chúng ta làm chủ được cái cuộc đời của mình, có một cái chìa khóa làm chủ được cuộc đời của mình các anh chị. Đó là gì? Đó là mình hãy làm chủ tâm trí của mình. Mình hãy làm chủ tâm trí của mình hãy làm chủ cái lời nói của mình hãy làm chủ cái suy nghĩ, làm chủ cái cảm xúc của mình, làm chủ từng cái lời nói và làm chủ cái hành động của mình các anh chị nhé. Và khi mà anh chị rèn luyện được cái điều này, anh chị sẽ làm chủ được cái cuộc đời của mình luôn. Được không ạ? Và cái công thức này nó rất là đơn giản của các anh chị nhé. Khi mà anh chị suy nghĩ cái điều gì đó mỗi ngày, anh chị có cái cảm nhận gì, anh chị có những cái cảm xúc gì lặp đi lặp lại nhiều mỗi ngày, thì một thời gian sau anh chị sẽ có cái điều đó ở bên ngoài luôn. Và anh chị sẽ trở thành cái người mà anh chị hay cảm nhận về nhất. Anh chị hay nghĩ về cái điều đó nhất, được không ạ? Cho nên á, cái việc mà anh chị hay nói chuyện với ai, cái việc mà anh chị hay tiếp xúc với ai, anh chị đọc cái gì, anh chị xem cái gì, anh chị dành thời gian cho cái việc gì nhiều, thì đó là cái thứ mà sẽ khiến cho cái cuộc đời mình á, nó phụ thuộc vào cái điều đó các anh chị nhé, được không ạ? Và bản thân Thanh An cũng đang làm rèn luyện cái điều đó các anh chị nhé, vẫn đang rèn luyện, đó là gì? Làm chủ cái suy nghĩ, làm chủ cái cảm xúc, làm chủ cái lời nói và làm chủ cái hành động của mình mỗi ngày các anh chị. Và mình làm chủ thông qua cái gì? Thông qua năm giác quan ha. Và chúng ta làm chủ các anh chị nhé. Nếu như mà chúng ta không làm chủ thì chúng ta sẽ bị môi trường xung quanh nó chi phối, nó chi phối và nó làm chủ cái môi trường xung quanh, nó làm chủ bản thân mình lúc nào không hay luôn các anh chị. Và anh chị để ý nè, nhiều lúc là sao, nhiều lúc mình để bị cái môi trường xung quanh của mình nó tác động lúc nào không hay, mình không biết luôn đấy. Xong rồi sao? Xong rồi khi mà anh chị vào lại môi trường công cuộc, anh chị mới được nhắc nhở, anh chị mới được phát hiện ra là bữa giờ là mình mới bị những cái điều này nó chi phối đấy.
Cho nên là sao? Cho nên để mà chúng ta làm chủ được cái suy nghĩ, làm chủ được cái lời nói, làm chủ được cái cảm xúc của mình, thì mình phải ý thức được rằng mình là cái người làm chủ cuộc đời của mình, các anh chị nhá. Mình là cái người làm chủ cuộc đời của mình, được không ạ? Và mình phải ý thức được cái việc là mình đang là cái người làm chủ, mình đang là cái người cầm lái cái cuộc đời của mình, các anh chị nha. Mình phải làm chủ được từ những cái điều nhỏ nhất trong ngày luôn, các anh chị. Và lúc nào mình cũng phải luôn tỉnh thức, lúc nào mình cũng phải luôn tỉnh táo, các anh chị nha, được không ạ? Và mình phải luôn tỉnh táo, bởi vì trước giờ mình hay rất là hay bị chi phối bởi những cái điều tiểu tiết, bởi những cái yếu tố bên ngoài, được không ạ? Hoặc là trước mình hay xem những cái điều không tích cực, mình hay xem những cái thông tin không tích cực, rồi mình còn ngồi xuống mình bàn tán, mình đánh giá, mình phán xét, tâm sự mỏng, tâm sự dày về những cái điều không tích cực, rồi mình lại còn hay tụ tập nói chuyện cùng với những người không tích cực, thì sao ạ? Thì bây giờ mình thay đổi lại cái điều đó, các anh chị nha. Mình hãy thay đổi lại cái điều đó, được không ạ? Mình hãy cho năm giác quan của mình thay đổi lại, nói những cái điều, suy nghĩ những cái điều, cảm nhận những cái điều tốt đẹp và tích cực, được không ạ? Và để nó giúp cho mình thu hút những cái điều tốt đẹp đến với cuộc đời của mình, các anh chị nha. Được không anh chị ơi? Và khi mà mình cho năm giác quan của mình ăn những cái dinh dưỡng tốt đẹp, những cái điều tốt đẹp, thì nó sao, nó sẽ thu hút đến cuộc đời của mình, các anh chị nhé. Nó sẽ thu hút đến, được không ạ? Và đầu tiên á, Thanh Anh chia sẻ với các anh chị đó là gì? Đó là chúng ta cần phải có một cái mục tiêu rõ ràng. Anh chị cần phải có mục tiêu rõ ràng về cái điều mình muốn trong cái cuộc sống này, các anh chị nhé. Anh chị có một cái mục tiêu rõ ràng về cái điều mình muốn trong cái cuộc sống này, cộng với cái việc mà anh chị làm chủ thân tâm trí của mình, làm chủ năm giác quan của mình, thì anh chị sẽ bắt đầu thấy rằng mình thu hút được rất rất nhiều những cái nguồn lực giúp cho mình hoàn thành được cái mục tiêu ha. Và cái thứ ba mà anh chị cần có đó là gì? Đó là cái sự kiên nhẫn, các anh chị nhé. Cái sự kiên nhẫn. Sau khi mà anh chị làm chủ được cái suy nghĩ, làm chủ được cái cảm nhận, làm chủ được cái lời nói, làm chủ được cái hành động của mình rồi á, thì anh chị làm sao? Anh chị biết rất rõ cái điều mà mình mong muốn trong cuộc sống của mình là gì. Mình không chỉ là có mục tiêu 30 ngày đâu, các anh chị, mà mình còn có mục tiêu 6 tháng, mục tiêu 1 năm, mục tiêu 5 năm. Anh chị cần phải có cái đích đến, các anh chị nhé. Anh chị phải cần phải có đích đến, được không ạ? Và chính cái những cái mục tiêu đó, những cái đích đến đó kéo cho các anh chị tiến về phía trước, được không ạ? Và những anh chị nào chúng ta chưa có mục tiêu 6 tháng, mục tiêu 1 năm, mục tiêu 3 năm, mục tiêu 5 năm á, thì cái bài tập về nhà của các anh chị này, bài tập về nhà này các anh chị, là các anh chị hãy hoàn thành giúp cho Thanh An cái mục tiêu 6 tháng, hoặc là mục tiêu 1 năm, mục tiêu 3 năm, được không ạ? Anh chị dành ra thời gian, anh chị viết xuống, anh chị ngồi xuống, anh chị liệt kê ra ít nhất 10 điều mà anh chị mong muốn, được không ạ? 10 điều mà anh chị mong muốn trong vòng 6 tháng tới, trong vòng 1 năm tới, trong vòng 3 năm tới, các anh chị nha. Và đây là những cái mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, các anh chị. Anh chị phải viết ra ít nhất 10 điều mà anh chị mong muốn đạt được, các anh chị nha. Và khi mà anh chị đạt được rồi á, thì anh chị mới bắt đầu tiếp những cái mục tiêu khác, được không ạ? Đó là ít nhất, các anh chị nha. Nhiều hơn, được không ạ? Nhiều hơn được, các anh chị nha. Và cái điều này rất là vi diệu, các anh chị. Khi mà mình viết xuống 10 cái điều mà mình mong muốn trong cuộc sống này, thực ra cái lúc đó mình đâu có biết cái cách nào để mà đạt được đâu, các anh chị. Không biết cái cách nào để đạt được hết trơn. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu viết xuống thì vũ trụ đem đến cho mình những cái nguồn lực để giúp cho mình hoàn thành từng cái mục tiêu một, các anh chị. Rất là tuyệt vời, các anh chị ha. Cho nên cái việc đầu tiên mà anh chị cần phải làm đó là gì? Đó là anh chị cần phải biết chính xác được cái điều mà mình muốn là cái gì. Anh chị muốn có về tài sản, đúng không ạ? Anh chị muốn có nhà, căn nhà như thế nào? Căn nhà như thế nào? Anh chị phải rõ ràng chi tiết ra. Chiếc xe như thế nào? Hoặc là tài sản anh chị bao nhiêu? Rồi thứ hai là về khía cạnh mối quan hệ. Mối quan hệ chồng hoặc vợ, hoặc là gia đình, hoặc là những cái mối quan hệ xung quanh như thế nào? Mình phải rõ ràng ra, các anh chị. Rồi về sức khỏe, anh chị muốn có một cái sức khỏe như thế nào? Mình mong muốn là gia đình mình cũng có một cái sức khỏe như thế nào? Mình rõ ràng ra, được không ạ? Rồi về tài chính, anh chị mong muốn là mình có số tiền là bao nhiêu? Rồi về công việc kinh doanh, công việc kinh doanh á, là phát triển như thế nào?
Và anh chị hãy viết xuống ít nhất là 10 điều các anh chị nha. À, ít nhất là 10 điều được không ạ? Đấy. Và cái bước thứ hai này, sau khi mà anh chị viết xong rồi, anh chị hãy lên Google. À, anh chị hãy xem những cái mục tiêu mà mình vừa viết ra các anh chị nha. À, những cái mục tiêu vừa viết ra mình hãy chuyển nó thành cái hình ảnh. À, những cái mục tiêu mà mình vừa viết ra để làm gì? À, chuyển nó thành hình ảnh để là mà mình hình dung tưởng tượng nó cho nó dễ được không ạ? À, rồi những cái hình ảnh mà anh chị vừa mới tải về trong laptop, trong điện thoại của các anh chị, à, anh chị in ra, anh chị dán lên, à, anh chị dán lên cái đề can á, anh chị dán lên thành một cái tấm bảng tầm nhìn, và mình sẽ hình dung nó thường xuyên liên tục các anh chị nhé. Anh chị dán lên 10, 20 cái mục tiêu của các anh chị mà vừa viết ấy, thành một cái bức tranh lớn. À, và anh chị dán ở cái nơi mà anh chị dễ thấy nhất được nhất các anh chị nhé. Và sao ạ? À, và khi mà mình dán những cái bức hình đó thì sao? À, thì mình á là mình sẽ nhìn vào nó và mình hình dung liên tục tưởng tượng về nó được không ạ? Và mình á sao ạ? À, và mình liên tục nhìn vào cái bảng tầm nhìn của mình các anh chị nhé. À, và khi mà mình nhìn vào á mà mình phải có cảm xúc được không ạ? À, chứ không phải là mình chỉ dán lên xong rồi mình ghi vào vở rồi cái mình đóng vở lại cái mình quên mất những cái mục tiêu của mình các anh chị ơi. À, hôm sau mình không có nhớ. À, có khi á mình ngồi mình viết ra xong rồi mình không có nhớ về cái mục tiêu đó nữa các anh chị. À, mà mình phải làm cái cách nào làm sao cho những cái mục tiêu đó nó ám ảnh mình luôn các anh chị nhé. À, anh chị hãy dán khắp những cái nơi mà anh chị dễ nhìn thấy nhất được không ạ? Dán cái nơi á, mà mình dễ nhìn thấy nhất và mình dễ gọi là gì ghi nhớ những cái mục tiêu đó nhất cho tâm trí mình á, ghi nhớ những cái mục tiêu đó nhìn đi nhìn lại xem đi xem lại được không ạ? Và rồi nó sẽ thu hút các anh chị nha. Và khi mà tiềm thức thu hút cho các anh chị những cái nguồn lực á, thì những cái điều đó nó sẽ mở rộng được không ạ? Anh chị phải nhìn vào cái bức tranh mục tiêu của mình nhìn tới và hình dung tưởng tượng được không ạ? À, và mình cần phải có cảm xúc về cái điều đó ha. À, vì tiềm thức á, thì nó sẽ hưởng ứng bằng hình ảnh và cảm xúc được không ạ? À, cho nên là tối nay mình hãy ngồi xuống mình hãy viết ra 10 cái điều mà mình mong muốn nhất là cái gì được không ạ? Mình viết ra đi các anh chị ơi, mình viết ra. À, và mình không có cần phải hỏi là làm thế nào để mình đạt được đâu các anh chị. À, bởi vì nếu như mà mình dùng ý thức ấy, mình biết cái cách để mà đạt được á, thì mình đã đạt được cái điều đó từ lâu rồi. Đấy, đúng không ạ? Mình đã đạt được cái điều đó rồi. À, và mình chưa biết cách thì bây giờ mình mới học luật hấp dẫn. Bây giờ mình mới học sức mạnh tiềm thức để mà mình đạt được cái điều đó đấy. À, cho nên việc của mình á, là mình cứ ngồi xuống, viết xuống và ghi ra các anh chị nhé. À, còn như thế nào thì đó là việc của vũ trụ, đó là việc của tiềm thức lo, được không ạ? Những cái mục tiêu mà anh chị viết ra nó còn đang ở bên ngoài, nó còn chưa vào bên trong tầng tiềm thức của mình. À, vậy thì mình hãy đưa nó vào trong tầng tiềm thức của mình bằng cái cách là gì? Là mình lặp đi lặp lại cái điều đó mỗi ngày bằng cái cách mình dán cái hình ảnh đó lên, mình nhìn liên tục nó vào và mình sẽ hình dung tưởng tượng về cái mục tiêu đó mình đã đạt được như thế nào. À, và đó là cái bài tập về nhà dành cho các anh chị nha. À, đúng không ạ? Và cái bước thứ tư đó là gì? Đó là mình cần phải kiên nhẫn các anh chị nha. À, mình kiên nhẫn, mình làm xong cái bản tầm nhìn cho chính mình rồi. À, thì sao? Thì mình cần phải kiên nhẫn trong cái hành trình phát triển học tập cùng với câu lạc bộ các anh chị nha. À, anh chị kiên nhẫn trên cái hành trình phát triển bản thân toàn diện chính mình cùng với câu lạc bộ, thì Thanh An tin chắc chắn rằng anh chị sẽ đạt được cái mục tiêu của mình rất là dễ dàng. À, đạt được hơn rất là dễ dàng so với rất là nhiều người họ ở ngoài kia các anh chị. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì anh chị đang được học về một cái bộ công thức thu hút nguồn lực các anh chị nha. À, anh chị đang được học về bộ công thức thu hút nguồn lực đúng không ạ? Anh chị học về sức mạnh tiềm thức, anh chị học về luật hấp dẫn, anh chị sẽ đạt được cái mục tiêu của mình rất là nhanh so với những cái người ngoài kia, người ta không biết các anh chị nha. À, tuyệt vời không ạ? Đấy. Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị chúng ta cảm thấy cực kỳ may mắn khi mà mình biết đến bộ công thức thu hút nguồn lực, anh chị có thể là comment phím số 1.000 được không ạ? Hoặc là thậm chí có rất là nhiều anh chị chúng ta có những cái mục tiêu mình làm hoài làm mãi làm rất là nhiều năm nhưng mà sao nhưng mà mình không có đạt được.
Rồi mình làm một thời gian thì mình khi mà mình vào môi trường công vụ chỉ với một thời gian rất ngắn thôi thì những cái mục tiêu đó mình đạt được luôn các anh chị. Đấy, ví dụ không ạ? Tuyệt vời không ạ? Và quan trọng ai là cái người có cái sự kiên nhẫn các anh chị nhá. Ai là cái người có cái sự kiên nhẫn được không ạ? Chứ không phải là mình mới làm có một hai hôm, một tuần hai tuần, được tháng hai tháng, cái bắt đầu mình nói là gì? Mình nói là ô em ơi có cái nào nhanh hơn không em? Dạ, thành công thì luôn luôn có công thức các anh chị, và chúng ta cần phải kiên nhẫn các anh chị nha. Với ông phải kiên nhẫn, bởi vì cái con đường mà anh chị biết đang là cái con đường nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất rồi các anh chị. Đấy, được không ạ? Cho nên Thanh An nói với các anh chị nè, bộ công thức của câu lạc bộ là sao cũng đã có rất nhiều những cái kết quả, từ những mẹ bỉm sữa, từ những người làm thuê, làm kinh doanh, hoặc là đơn giản từ những cái bạn sinh viên thôi, cũng đã có rất nhiều những cái trường hợp thành công rồi các anh chị. Thế thì cái việc của chúng ta đó là gì? Đó là chúng ta chỉ cần kiên nhẫn phát triển tư duy của mình thôi. Và khi mà các anh chị có được một cái mục tiêu rõ ràng, anh chị cứ liên tục hình dung tưởng tượng thì vũ trụ sẽ đem đến cho các anh chị những cái nguồn lực, được không ạ? Nhưng mà anh chị cần phải phát triển cái năng lực của mình lên, anh chị cần phải phát triển cái tư duy của mình lên, để làm gì? Để mà khi cái nguồn lực đến với các anh chị nắm bắt và hành động được. Chứ bây giờ anh chị sao anh chị đang nắm cái cục vàng trong tay, nhưng mà sao, nhưng mà mình không có hành động, mình không có nắm bắt, nhưng mình sợ quá mình không dám làm các anh chị. Thế thì sao? Thế thì khi mà các anh chị vào môi trường câu lạc bộ, anh chị sẽ phát triển cái tư duy của mình lên, và cái chỉ số hành động của mình nó cũng phải được phát triển lên các anh chị nha. Anh chị phải phát triển cái chỉ số hành động của mình lên thì cái kết quả của mình nó mới đạt được nhanh chóng được. Cho nên ai là cái người có được cái sự kiên nhẫn, ai là cái người chăm chỉ liên tục hành động thì cái kết quả của mình nó sẽ càng ngày càng lớn các anh chị nha. Cho nên là sao ạ? Cho nên là khi mà mình đã có phát triển cái tư tư duy kiến thức của mình rồi á, thì sao, thì mình phải liên tục hành động để mà mình tạo ra kết quả các anh chị nhá. Và trong cái quá trình đó là mình phải làm chủ được cái suy nghĩ của mình, phải luôn luôn hướng tới về cái mục tiêu của mình, được không ạ? Cho nên là anh chị nhớ là bài tập về nhà của mình nhá. Và anh chị nhớ này, luật hấp dẫn đó là gì? Đó là những cái gì giống nhau thì sẽ thu hút lẫn nhau, được không ạ? Cho nên chúng ta hãy nhớ rằng đó là gì? Đó là khi mà một buổi tối trước khi đi ngủ và sáng sau khi thức dậy thì anh chị phải luôn luôn tập trung vào cái mục tiêu tài chính của mình, mục tiêu 30 ngày, mục tiêu 3 tháng, mục tiêu 6 tháng, mục tiêu 1 năm, mục tiêu 5 năm, mục tiêu 10 năm, được không ạ? Các bạn tầm nhìn á. Và cái việc tiếp theo đó là gì? Đó là chúng ta phải đồng hành phát triển cùng với câu lạc bộ, rèn luyện những cái thói quen của người thành công mỗi ngày, được không ạ? Chúng ta rèn luyện vào trong dung sáng, rèn luyện trong dung tối nè, đặc biệt có những cái buổi trưa dung rèn luyện các anh chị, đúng không ạ? Và những cái điều gì á, chúng ta mới rèn luyện một hai ngày thì nó chưa xảy ra đâu, nó chưa xảy ra, nó chưa lấn át được cái con người chưa thành công của mình đâu các anh chị. Và khi mà anh chị làm theo đúng những cái bước của câu lạc bộ chia sẻ, và anh chị ứng dụng á, chứ có nhiều anh chị cứ hỏi là như thế này nè, em ơi sao mà chị chưa thấy cái điều gì hết? Thì khi mà rà soát lại thì anh chị đã làm đúng những cái bước theo quy trình của câu lạc bộ hướng dẫn chưa ạ? Anh chị đã làm đúng các bước chưa ạ? Đấy, anh chị làm bỏ quy trình buổi sáng, bỏ quỹ tự do tài chính, tuyên bố những mục tiêu. Như hôm bữa trước Thanh An chia sẻ với các anh chị những cái quá trình, những cái bước mà chúng ta cần làm hàng ngày đấy. Đấy, anh chị đã ứng dụng chưa? Và anh chị cần phải rèn luyện những cái thói quen của người thành công, và sao, và anh chị cũng phải tiếp tục hành động, những cái tiếp tục hành động một cách quyết liệt các anh chị nhé. Những anh chị nào đang kinh doanh, thì chúng ta sao, chúng ta tiếp tục kinh doanh, chúng ta tiếp tục nói chuyện với khách hàng, chúng ta tiếp tục trao giá trị cho khách hàng, chúng ta tiếp tục chia sẻ cho khách hàng, được không ạ? Đấy.
Và khi đó thì chúng ta sẽ thu hút được những cái nguồn lực nhiều hơn, chúng ta sẽ có được những cái nguồn lực nhiều hơn giúp cho các anh chị đạt được cái mục tiêu của mình các anh chị nhé. Được không ạ? Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị thấy rằng khi mà chúng ta học tập, chúng ta phát triển cùng câu lạc bộ, chúng ta thấy rằng là sao, khách hàng của chúng ta nhiều hơn này, chúng ta có những cái đơn hàng lớn hơn này, và thậm chí có những cái người khách hàng gọi là gì, dễ tính dễ chiều hơn, đúng không ạ? Đấy, và nó về một cách rất là bất ngờ, về một cách rất là vi diệu các anh chị. Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị thấy cái điều đó thì comment tôi đi ạ. Ngày nào Thanh An cũng thấy các anh chị tổng kết ăn mừng thành công cùng với câu bộ trong buổi Zoom 20 giờ tối hết. Đấy, đúng ạ. Ngày nào anh chị cũng có những cái điều, những cái đơn hàng rất là nhẹ nhàng, đúng không ạ? Và anh chị hiểu nè, trước giờ những cái nguồn lực nó vẫn đang ở xung quanh các anh chị thôi. Chỉ có điều là cái sự tập trung của các anh chị không ở đó, nên các anh chị không thấy những cái nguồn lực của mình. Và những cái điều mà anh chị muốn thì nó đã có sẵn bên xung quanh của các anh chị rồi. Đã có sẵn rồi các anh chị. Đấy, những cái điều mà anh chị muốn, những cái điều mà anh chị cần đã có sẵn xung quanh của các anh chị rồi. Nhưng mà chẳng qua là mình không tập trung vào cái mục tiêu đấy. Mình không tập trung vào những cái điều đó. Anh chị chỉ tập trung vào vấn đề thì anh chị chỉ thấy cái vấn đề thôi. Vấn đề nó nhan nhản xung quanh các anh chị, và cái mục tiêu của các anh chị nó cũng xếp đầy xung quanh các anh chị luôn. Nhưng mà sao, nhưng mà mình không tập trung vào nó thì sao, thì mình không thấy cái điều đó được các anh chị đấy. Còn bây giờ mình tập trung vào sự dư dả, tập trung vào những cái điều tích cực, tập trung vào những cái điều tốt đẹp thì tự dưng những cái điều đó nó đến các anh chị, tự dưng những cái điều đó nó đến các anh chị nha. Trước giờ nó vẫn ở xung quanh các anh chị chứ nó đâu có ở đâu xa đâu các anh chị ơi, đâu có ở đâu xa đâu ạ. Được không ạ? Cho nên là sao? Cho nên những cái điều mà câu lạc bộ đang đồng hành và rèn luyện cùng với các anh chị, tức là sao? Tức là đang hướng cái sự tập trung của các anh chị, hướng cái suy nghĩ, hướng cái cảm xúc, hướng cái lời nói, hướng cái hành động của các anh chị vào những cái điều tốt đẹp, và liên tục nhắc nhở các anh chị, gieo lại cái mục tiêu cho các anh chị. Được không ạ? Nhắc nhở các anh chị làm những cái việc mà mình tập trung vào cái sự dư dả thịnh vượng. Còn ngoài kia thì sao? Ngoài kia thì không có ai, không có môi trường nào nhắc nhở cho các anh chị. Thế là mình cứ suốt ngày bị liên tục quay về cái con người cũ của mình, liên tục gọi là gì, thu hút những cái vấn đề đó. Nên là có nhiều anh chị nói rằng là gì, ôi vi diệu lắm em ơi, vào môi trường câu bộ quá nhiều tiền, nhưng mà ra khỏi môi trường câu bộ các em không thấy tiền đâu hết. Thế thì cái lý do là như vậy đó các anh chị. Lý do là bởi vì tất cả những cái điều mình mong muốn nó cũng đang ở xung quanh các anh chị, cũng đang nhan nhản xung quanh các anh chị, nhưng mà sao, nhưng mà mình không tập trung để thấy cái điều đó. Quy luật tập trung mà, cái gì tập trung thì cái đó mở rộng, và quy luật hấp dẫn là gì, cái gì giống nhau thì nó sẽ thu hút lẫn nhau đấy. Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị chúng ta hiểu và chúng ta nắm được cái từ khóa về những cái điều mà mình muốn thì có thể là cùng comment tôi được không ạ? Thay đổi cái sự tập trung các anh chị nhé. Rèn luyện mỗi ngày, rèn luyện mỗi ngày, mỗi ngày rèn luyện thêm một chút các anh chị. Chứ còn bao nhiêu năm nay mình bị quen, mình bị cuốn vô những cái thói quen cũ, mình bị cuốn vào cái con người cũ, và chúng ta bị chi phối bởi những cái cảm xúc trong thời gian đầu, đó là cái chuyện hết sức bình thường. Được không ạ? Mình phải chấp nhận cho bản thân mình có thời gian để thay đổi chứ. Chứ không thôi mình nói là gì, ô em ơi chị không làm được đâu, mọi người phát triển nhưng mà chị không được đâu, mình bị cảm xúc lên xuống. Mình phải chấp nhận cái quá trình thay đổi, được không ạ? Giống như con của mình nó chưa đi được, nó đứng lên đứng xuống, nó té lên té xuống, nhưng mà sao, nhưng mà mình cũng vẫn rất là kiên nhẫn mà. Và cái đứa trẻ như thế nào thì mình cũng y chang như thế các anh chị, được không ạ? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua một cái nội dung giúp cho chúng ta gia tăng cái tư duy để mà hỗ trợ cho cái sự thành công giàu có, được không ạ? Nếu như mà anh chị muốn trở thành một cái người thành công giàu có thì anh chị cũng phải hiểu những cái người thành công giàu có họ suy nghĩ gì các anh chị nhé. Họ suy nghĩ gì các anh chị, và họ có những cái hành động như thế nào. Họ suy nghĩ xong rồi thì họ biến những cái suy nghĩ đó trở thành hành động như thế nào, thành cái thói quen như thế nào. Và anh chị hiểu nè, suy nghĩ khác nhau thì sẽ tạo ra những cái hành động khác nhau, tạo ra những cái kết quả khác nhau các anh chị nhé. Vậy nên trong những ngày sắp tới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm những cái suy nghĩ của người thành công giàu có, được không ạ?
và mình sẽ rèn luyện cho mình cài đặt những cái suy nghĩ của người thành công các anh chị nha. À, rồi mình sẽ rèn luyện những cái thói quen của người thành công giàu có để mình tạo ra những cái kết quả thành công giàu có, được không ạ? À, và chúng ta có một cái bộ công thức của người thành công đó là gì? À, cái công thức này đó là một cái quá trình hiện hiện các anh chị nhé. À, đó chính là gì? Đó chính là suy nghĩ tạo ra cảm xúc tạo ra hành động và hành động tạo ra cái kết quả. À, vậy thì cái điều gì nó sẽ nó sẽ dẫn tới cái hành động, nó sẽ dẫn tới cái điều gì nó dẫn tới cái suy nghĩ của các anh chị. À, cái điều gì cái thế giới quan trong quá khứ của các anh chị nó sẽ dẫn tới cái suy nghĩ của các anh chị, được không ạ? Thế giới quan trong quá khứ nó sẽ dẫn tới những cái suy nghĩ, dẫn tới cái niềm tin của mình. Và chính cái điều đó nó sẽ quyết định tới cái suy nghĩ, quyết định tới cảm xúc của mình, và cảm xúc nó sẽ quyết định cái hành động, và hành động nó sẽ tạo ra cái kết quả các anh chị nha. Vậy nên Thanh An nói với các anh chị, câu lạc bộ của chúng ta đi từ gốc rễ đi lên là như vậy đó. Chứ không phải là mình chỉ có thay đổi hành động không thôi các anh chị nha. Thay đổi hành động thì nó chỉ là tạm thời thôi. Giống như là cái việc mà anh chị gieo hạt táo thì anh chị sẽ nhận được cây táo, quả táo. Chứ không thể nào mà mình gieo hạt táo mình ra cây xoài được các anh chị. Ra gieo hạt táo thì ra cây táo, ra quả táo. Chứ không thể nào mà gieo hạt táo ra được quả xoài đâu các anh chị nha. Có bao giờ mà chúng ta cắm quả xoài lên cây táo mà mùa sau nó ra cây xoài không các anh chị? Không, nó ra cây táo, nó ra quả táo các anh chị nha. Giống như cái việc mà chúng ta hay thay đổi cái hành động. Chúng ta hay thay đổi hành động như thế nào? Cái công việc này ít tiền quá, mình đổi sang công việc khác. Mình thấy công việc kinh doanh này không có nhiều tiền, mình chuyển sang mình kinh doanh cái khác. Mình cứ thấy là gì, ai đó nói với mình là bán hàng cái này nhiều tiền lắm. Thế là mình nhảy sang mình bán, mình nhảy sang mình kinh doanh, mình nhảy sang đổi việc. Và bao nhiêu năm như thế các anh chị? Bao nhiêu năm như thế? Và cái kết quả thì sao? Kết quả cũng không có gì thay đổi. Ấy, mình đổi bao nhiêu công việc, mình đổi bao nhiêu mặt hàng, nhưng mà sao? Nhưng mà cái kết quả nó không thay đổi được mấy, nó chỉ gia tăng được vài triệu thôi. Hoặc là thậm chí là các anh chị học thêm về kỹ năng này, kỹ năng kia, nó cũng có thay đổi nhưng mà nó thay đổi rất là ít các anh chị. Và anh chị hình dung cái câu chuyện đó là gì? Đó là anh chị là một cái người tư duy cũ mà mình đi học cái kỹ năng á, thì cái kết quả nó cũng chỉ là cái kết quả cũ thôi. Đúng ạ. Cho nên á, cái việc mà chúng ta cần phải làm á, nó không phải là cái việc mà chúng ta thay đổi cái hành động của mình đâu. Mình không phải là thay đổi cái hành động của anh chị nha. Mà sao mình phải thay đổi từ cái gốc rễ, tức là mình phải bứng cái gốc của cây táo lên, rồi mình gieo cái hạt xoài xuống, cho cái cây xoài nó lớn lên và mùa sau mình sẽ gặt được trái trái xoài, được không ạ? Đấy, thì giống như là cái việc mà anh chị thay đổi cái ngành nghề của mình á, anh chị đi thay đổi cái ngành nghề của mình, anh chị đi kinh doanh cái mặt hàng khác, thì cái kết quả của mình nó có thay đổi không ạ? Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị trong những ngày vừa qua mình thay đổi rất là nhiều ngành nghề, mình thay đổi rất là nhiều công việc, nhưng mà sao, nhưng mà cái kết quả của mình nó không có thay đổi nhiều. Anh chị nào đâu, anh chị comment tôi được không ạ? Đấy, nó có như anh chị mong muốn hay không, nó có như những cái điều mà anh chị trông đợi hay chưa? Đấy, tại vì sao? Tại vì cái gốc rễ của mình nó không thay đổi các anh chị. Chúng ta vẫn đang mang cái tư duy cũ, chúng ta vẫn đang mang cái gốc rễ cũ, mà chúng ta đòi có cái kết quả mới thì làm gì có các anh chị. Đấy. Vậy nên anh chị đã hiểu được cái lý do tại sao mà mình làm chăm chỉ mình vẫn chưa đạt được cái sự thành công chưa các anh chị ơi. Là bởi vì sao? Bởi vì những cái kiến thức, những cái tư duy, những cái niềm tin giúp cho các anh chị có được cái kết quả hiện tại thì không bao giờ giúp cho các anh chị đi xa hơn được. Các anh chị hãy ghi lại và đóng khung lại cái điều này các anh chị nhé. Ghi vào vở và đóng khung lại những cái tư duy, những cái kiến thức, những cái tầm nhìn giúp cho các anh chị có cái kết quả hiện tại thì không bao giờ giúp cho các anh chị đi xa hơn được, không bao giờ có giúp cho các anh chị có được cái kết quả lớn hơn được, trừ khi mà anh chị thay đổi được cái tư duy, niềm tin của mình, được không ạ? Đấy, vậy thì một cái câu hỏi đặt ra đó là gì? Đó là cái hệ thống suy nghĩ về hệ thống niềm tin về tiền bạc, hoặc là những cái khía cạnh trong cuộc sống của mình
À, mình có những cái suy nghĩ như thế này, mình có những cái suy nghĩ như thế kia, mình có những cái quyết định này nọ. À, thế thì cái điều đó, cái việc đó nó đến từ đâu các anh chị? Cái việc đó nó đến từ đâu ạ? Ừ. Mà mình phải đi từ cái gốc các anh chị nhé. À, những cái suy nghĩ hiện tại của mình á. À, anh chị thấy này, mỗi khi mà mình tiếp xúc hoặc là mình phản ứng trước một cái sự kiện nào đó, à, mình hầu như là mình đều phản ứng theo một cái cách, à, như thế này, như thế nào, thế kia, đúng không ạ? À, vậy thì một cái câu hỏi đặt ra đó là cái cách phản ứng của mình nó đến từ đâu ạ? Nó đến từ đâu ạ? Nó đến từ cái thế giới quan trong quá khứ của mình, các anh chị nhé. À, nó đến từ cái thế giới quan ở quá khứ của mình. À, và thế giới quan trong quá khứ của mình thì nó đến theo ba cách, các anh chị. Ừ, nó đến theo ba cách. À, đó là gì? Giống như là ở thời niên thiếu này. À, thông qua những cái điều mà chúng ta nghe được. Cái thứ hai là thông qua những cái điều mà chúng ta nhìn thấy. Và thứ ba là thông qua những cái điều mà chúng ta đã từng trải nghiệm trong quá khứ, đúng không ạ? À, chúng ta có những cái trải nghiệm về góc độ tài chính, chúng ta có những cái góc độ trải nghiệm về tiền, à, và chúng ta có những cái góc độ trải nghiệm về cái sự giàu có chẳng hạn. Đấy, chúng ta có những cái suy nghĩ về người giàu, à, chúng ta có những cái suy nghĩ về đồng tiền chưa được đúng đắn thông qua những người xung quanh. À, thông qua từ môi trường, à, từ con người xung quanh, à, từ bố mẹ, từ ông bà, à, từ những người hàng xóm, từ báo đài, các anh chị. Anh chị đang có những cái trải nghiệm gì về khía cạnh tài chính, về những cái khía cạnh, à, về người giàu hoặc là sao ạ? À, hoặc là về đồng tiền, các anh chị, được không ạ? Ừ, ví dụ như anh chị, à, nghe cái gì về tiền, anh chị nghe cái gì về người giàu, à, rồi bố mẹ của các anh chị có phải là người quản lý tiền, rồi nhà đầu tư tiền xuất sắc hay không? À, có phải là một cái người mà liên tục gia tăng kiếm tiền hay không? À, hay là một cái người mà thu nhập lên lên xuống xuống? À, rồi có phải là một cái người tiết kiệm hay không? À, hay là một người tiêu pha thoải mái? Đấy. Các anh chị có những cái trải nghiệm về tiền trong quá khứ như thế nào? Các anh chị cần phải rà soát lại cái điều đó, các anh chị nhé. Đấy. À, có rất là nhiều những cái hạt giống nó được nằm sâu bên trong tầng tiềm thức của mình mà mình không hề biết, các anh chị. À, và nếu như mà nó vẫn còn á, thì cái thu nhập của mình á, à, nó chưa có được cải thiện đâu, các anh chị nha, được không ạ? Ừ. Và ba cái cách đó, à, ba cái cách thông qua cái điều mà chúng ta nghe, chúng ta nhìn thấy và những cái điều mà chúng ta trải nghiệm trong quá khứ, thì đó là những cái điều mà nó tạo ra những cái hạt giống, à, trong quá khứ, các anh chị. À, được không ạ? Và nó chính cái điều đó nó tạo ra những cái kết quả trong hiện tại của chúng ta. Đấy. À, vậy thì á, cái yếu tố đầu tiên để giúp cho mình định hình lại cái suy nghĩ của mình, à, đó là gì? Đó là cái việc mà chúng ta cần phải nhận thức được. Chúng ta nhận thức được cái điều đó, các anh chị nhé. Chúng ta chỉ thay đổi khi mà chúng ta biết chắc rằng cái điều đó nó có tồn tại. À, mình biết được rằng á, là gì? Là mình có những cái suy nghĩ đó. À, những cái suy nghĩ về tiền, những cái suy nghĩ về người thành công, người giàu có. À, rồi mình thấy những cái trải nghiệm gì, mình nghe những cái trải nghiệm gì, rồi mình từng trải qua cái điều gì, các anh chị. À, đó là gì? Đó là cái việc mà chúng ta nhận thức được mình đang có những cái suy nghĩ, những cái trải nghiệm bên trong tâm trí của mình. À, mình nhận thức được, các anh chị nhá. Ừ. Và anh chị, à, hoàn toàn có thể ứng dụng cái điều này, à, cho cái khía cạnh, à, cả ba khía cạnh về tài chính, về sức khỏe, về mối quan hệ của mình, các anh chị nhá. Được không ạ? Đấy. À, và nó cũng giống như là cái khía cạnh về mối quan hệ, các anh chị, thì nó cũng giống như là tài chính, nó cũng có những cái hạt giống, à, mà nó sẽ lặp lại, các anh chị nhé. À, hôm trước thì, à, Thanh An cũng có nghe một cái chị trong nhóm học tập của mình chia sẻ, đó là gì? Đó là, à, hôn nhân của chị chưa có được thuận lợi á, thì khi mà nghe kể ra thì, à, chị cũng có trước đây cái cuộc sống gia đình của chị thì, à, bố mẹ chị cũng như vậy, các anh chị. À, thế thì sao? À, thế thì, à, mình phải hiểu này, đó là những cái hạt giống bên trong quá khứ của mình, à, và nó nằm sâu bên trong tầng tiềm thức của mình, thì á, nó sẽ thu hút các anh chị nha, à, nó sẽ thu hút cái điều đó, các anh chị. Đấy. Cho nên là sao? Cho nên là mình phải tìm ra những cái hạt giống đó để mà mình đào xới nó lên, mình thay đổi lại, à, được không ạ? Ừ. À, giống như là mình có những, mình bố mẹ mình á, à, nếu như bố mẹ mình là những cái người mà kiếm được tiền nhưng mà không giữ được tiền,
À, thì sao ạ? À, thì á mình sẽ có cái xu hướng đó lặp lại trong cuộc sống của mình. Mình cũng là một người kiếm được rất nhiều tiền nhưng mà mình không quản lý được các anh chị. Thì đó là sao? Thì đó là những cái hạt giống mà mình được gieo trong quá khứ rồi. Và mình còn có một cái xu hướng như thế này này, khi mà mình nhìn thấy bố mẹ mình làm những cái điều gì đó mà mình, ví dụ như về tiền bạc, về tài chính đi, mà mình thấy là bố mẹ chưa được có được thoải mái, mình thường hay có một cái suy nghĩ là sau này mình lớn lên mình sẽ không bao giờ giống như bố mẹ mình. Nhưng mà sao, nhưng mà thực sự ra chúng ta được lập trình y chang như những cái gì mà bố mẹ của chúng ta làm, các anh chị nha. Đấy, mình được lập trình y chang các anh chị. Cho nên là sao? Cho nên á, mình phải có một cái quá trình nhận thức, mình phải có một cái quá trình nhận thức về cái suy nghĩ, về những cái hình ảnh, về những cái trải nghiệm, về tiền này, về cái sự giàu có này, mình phải nhận thức ra được cái điều đó các anh chị, mình phải nhận thức được cái điều đó các anh chị nha. Thì đó là cái yếu tố đầu tiên mình phải nhận thức được. Và cái bước thứ hai đó là gì? Đó là mình cần phải có được cái sự hiểu biết ha. Mình phải có một cái sự hiểu biết đó là gì? À, đây là những cái mà hạt giống nó bị gieo vào trong mình chứ nó không phải là của mình các anh chị. Nó đến từ cái gì? Nó đến từ những cái yếu tố bên ngoài, nó định hình mình chứ nó không phải là mình các anh chị. Đúng không ạ? Mình phải có một cái sự hiểu biết như thế để làm gì? Để mình thay đổi lại được các anh chị nhá. Và cái yếu tố thứ ba, và cái yếu tố thứ ba của mình đó là gì? Đó là mình phải tách biệt ra, mình phải tách biệt ra các anh chị, mình tách biệt ra, mình lựa để mà mình lựa chọn những cái suy nghĩ, những cái niềm tin về tiền, hoặc là về sự thành công giàu có các anh chị nhé. Mình tách biệt ra và mình có những cái lựa chọn đúng đắn các anh chị, thông qua cái việc mà mình lưu giữ hoặc là mình lựa chọn mình giữ cái suy nghĩ nào, hoặc là mình giữ những cái trải nghiệm nào các anh chị, được không ạ? Mình phải có một cái sự nhận thức đó là gì? Đó là mình đang như thế nào, mình là ai, mình đang ở đâu, mình có những cái kết quả gì, và mình mong muốn đạt được cái điều gì trong tương lai. Và nếu như mà mình tiếp tục giữ những cái suy nghĩ này, mình tiếp tục giữ những cái điều này thì trong tương lai nó có giúp cho mình đạt được cái kết quả hay không? Nếu có thì mình giữ lại các anh chị nha. Nếu có thì mình giữ, còn nếu như không thì sao? Thì mình thôi, loại trừ nó ngay. Loại trừ những cái tư duy không hỗ trợ cho mình sự thành công giàu có ngay các anh chị nhé. Được không ạ? Và những cái yếu tố trong quá khứ nó định hình nên cái kết quả hiện tại của mình các anh chị nha. Nếu như mà bây giờ mình muốn thay đổi cái kết quả hiện tại của mình, nào là chưa dương về tài chính nè, rồi công việc kinh doanh thế này thế kia, rồi bố mẹ thế này thế kia các anh chị, thì tức là mình đã đang hiểu rằng mình có những cái niềm tin đang kiến tạo nên cái kết quả ngày hôm nay các anh chị nha. Mình vô tình là mình gieo rồi các anh chị, nó có ở trong tầng tiềm thức mà mình không biết. Thế thì sao? Thế mình á, mình cần phải gieo lại, mình cần phải rà soát lại các anh chị. Mình cần phải rà soát lại các anh chị nha. Được không ạ? Chứ không phải là mình chỉ đi học 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, cái mình về mình thấy rất là năng lượng nhưng mà cuối cùng á mình không có cái môi trường để mà mình đảm bảo cho mình đảm bảo cho mình được cái sự thay đổi, được không ạ? Mình cần phải tìm kiếm ra những cái niềm tin, những cái hạt giống nào á, vô tình mà đang còn sót á, các anh chị. Thì sao? Thì mình phải đào cái hạt giống đó lên
Và mỗi lần mà mình phát hiện ra những cái hạt giống mà nó không hỗ trợ cho mình á, mình đào, mình xới lại, mình gieo lại những cái hạt giống mới của mình á, thì sao, thì cái kết quả của mình á, nó lại gia tăng, kết quả của mình nó lại thay đổi các anh chị nhá. À, được không ạ? Cho nên á, nếu như mà anh chị thấy là gì, cái kết quả hiện tại của mình chưa có gia tăng, cái kết quả hiện tại mình đang có chưa được phát triển nè, thì mình biết rằng mình đang có những cái tư duy, mình đang có những cái niềm tin, có điều gì đó mà mình chưa biết các anh chị. Cho nên rất là tuyệt vời khi mà chúng ta đang có một môi trường đồng hành cùng nhau, nhóm rèn luyện, đồng hành doanh nhân các anh chị nha. Đó là một cái môi trường mà chúng ta sẽ rèn luyện đồng hành cùng nhau, luyện đi luyện lại trở thành một cái viên kim cương luôn các anh chị nha. Vô đó thì sao ạ? Vô đó thì được xào tới xào lui, kiểm tra tới kiểm tra lui các anh chị. Được không ạ? Đấy. Vậy nên á, nếu như mà chúng ta mong muốn thực sự thay đổi cái kết quả của những cái tháng cuối năm trong năm 2023 và tạo nên một cái bước đà của cho những cái năm tiếp theo các anh chị nha, cho Thanh An cho các anh chị một cái lời khuyên, đó là gì? Đó là mình hãy cho phép bản thân mình tham gia vào cái môi trường rèn luyện. Để làm gì? Để mình đào xới lên những cái hạt giống và mình tìm ra những cái hạt giống đó để mà mình thay đổi hoàn toàn cái cục diện cuộc sống của mình các anh chị nha. Được không ạ? Đấy. Và khi mà vào trong đó anh chị gọi là gì, được xào tới xào lui, anh chị được gia tăng những cái niềm tin, anh chị được chia sẻ những rất là nhiều điều về những cái tư duy, giúp cho anh chị thay đổi và giúp cho anh chị kiến tạo lại những cái niềm tin, những cái trải nghiệm của mình, được không ạ? Ấy, cho nên á là sao, cho nên á là mình hãy thay đổi lại những cái yếu tố định hình nên cái suy nghĩ của mình các anh chị nha. Và đó chính là những cái yếu tố nó tạo nên cái kết quả của mình, được không ạ? Chứ không có cái điều gì mà nó tự nhiên nó xảy ra hết các anh chị nha. Mình hãy thay đổi lại những cái niềm tin đúng đắn để kiến tạo nên cái cuộc đời của mình các anh chị nha, được không ạ? Đấy, chúng ta hãy ngồi, chúng ta rà soát lại xem thử là trong quá khứ chúng ta có những cái yếu tố định hình nào, những cái suy nghĩ nào về tiền, những cái suy nghĩ nào về những cái người thành công giàu có, chúng ta đang có những cái niềm tin, chúng ta đang có những cái hình ảnh, chúng ta đang có những cái suy nghĩ gì về tiền, về sự thành công, về người giàu các anh chị. Được không ạ? Có nhiều anh chị nói rằng là gì, tiền là tốt, nhưng mà bên cạnh đó cũng có một số anh chị nói là gì, tiền là không tốt các anh chị. Thực ra chia sẻ với các anh chị đó là gì, tiền á, nó không tốt không xấu các anh chị nhá, mà tiền á, nó chỉ là phóng đại cái tính cách của người đó lên mà thôi, chứ tiền thì nó đâu có tội tình gì đâu ạ. Vậy quan trọng mình là cái người tốt hay mình là cái người không tốt các anh chị. Nếu như á, mà mình là người tốt, mình cầm tiền mình sẽ tạo ra được cái giá trị tuyệt vời hơn. Còn nếu như mình là người không tốt thì sao? Giống như là cái việc mà mình đưa tiền cho người tốt thì tạo ra giá trị, còn đưa tiền cho người không tốt thì họ lại làm những cái việc không tốt của các anh chị, được không ạ? Cho nên á, một cái câu hỏi đặt ra đó là gì, không phải là tiền tốt hay không tốt, mà cái câu hỏi đặt ra đó là gì, anh chị có phải là người tốt hay không đấy. Chứ mình đừng có nói là gì, bạn tôi ngày xưa không có tiền á, thì tốt lắm, là hòa nhã lắm, bây giờ á, có tiền thì bắt đầu lên mặt nặng mày nhẹ, không phải đâu các anh chị. Mà sao, mà đó chỉ là cái tính cách của họ thôi, bản chất của họ, khi mà họ có tiền thì họ phóng đại lên các anh chị, chứ không phải là việc mà họ có tiền họ thay đổi đâu các anh chị nha. Và nếu như mình là một cái người không tốt thì sao các anh chị? Anh chị tin rằng mình là người tốt thì sao, thì mình là người xứng đáng có nhiều tiền hơn. Và tiền thì nó không có quyết định người đó là tốt hay không tốt các anh chị nha. Và cái người quyết định á là sao, là mình các anh chị, mình là người quyết định, mình là người tâm sáng hay là tâm không sáng. Hoặc là anh chị có nghe một số những cái câu như là gì, như là người giàu là người tham lam, người giàu là người làm những cái việc không tốt, người giàu là những cái người mà keo kiệt bụng xỉn đấy. Anh chị hoàn toàn
có cái sự lựa chọn, đó là mình ngưỡng mộ những người thành công giàu có, mình lựa chọn những cái niềm tin ủng hộ cho cái sự thành công giàu có của mình. Hay là sao? Hay là anh chị lựa chọn những cái niềm tin mà mình suốt ngày đi chê bai soi mói người khác, hoặc là không công nhận cái sự thành công của người khác. Cái điều đó là cái điều mà chúng ta có quyền lựa chọn các anh chị nha. Và anh chị yên tâm đi ạ, nếu như mà người giàu á, họ làm những cái việc mà không tốt á các anh chị, thì đó không phải là việc của mình. Đó không phải là việc của mình các anh chị. Nếu như mà một cái người nào đó mà họ không làm tốt những cái điều mà theo các cái quy luật của vũ trụ á, thì sao, thì vũ trụ xử đẹp luôn các anh chị. Nên việc của mình đâu có cần phải đi đánh giá ý kiến phán xét là người này không có tốt, rồi người này giả vờ, rồi các kiểu vân vân các anh chị. Mình không có cần phải làm như thế các anh chị nha. Bởi vì sao? Bởi vì đôi khi các anh chị nói như vậy á, tiềm thức không biết ai đâu các anh chị. Mà tiềm thức chỉ biết là gì? Hóa ra là anh chị thích cái điều này. Và tiềm thức nó nghĩ rằng là anh chị, đó là cái điều mà anh chị cảm nhận về chính bản thân mình. Cho nên á, là anh chị cần phải tập trung về những người giàu và người tốt các anh chị nha. Và người giàu, người tốt á, họ xứng đáng. Họ xứng đáng được những cái điều tốt đẹp, được không ạ? Và người giàu tạo ra phước rất là nhiều các anh chị. Người giàu họ tạo ra công ăn việc làm rất là nhiều mà. Thế thì theo anh chị bây giờ là người giàu hay là người chưa giàu tạo ra công ăn việc làm cho xã hội ạ? Người giàu mới tạo ra công ăn việc làm chứ ạ. Chứ còn người chưa giàu họ đã lo được cho bản thân mình đâu mà lo cho người khác được các anh chị. Được không ạ? Người giàu họ có đóng góp cống hiến, họ có đóng thuế rất là nhiều. Và họ cũng tạo ra rất là nhiều những cái giá trị cung cấp ra cho thị trường, họ tạo ra rất là nhiều phước, đúng không ạ? Và người giàu á, họ là những người uy tín các anh chị nha. Bởi vì khi họ uy tín á, thì có rất là nhiều những cái đối tác cộng sự đến hợp tác với họ. Chứ còn nếu như mà họ không uy tín thì làm sao mà có những người đến hợp tác với họ các anh chị nha. Cho nên là sao? Cho nên á, là mình phải hiểu được những cái điều từ gốc rễ, được không ạ? Đấy, cho nên là mình phải rà soát lại những cái tư duy, những cái suy nghĩ của mình, những cái tư duy gốc rễ của mình, được không ạ? Và khi mà mình thay đổi lại được cái tư duy gốc rễ của mình á, thì mình sẽ thay đổi, mình sẽ cải tạo lại được cái kết quả của mình các anh chị nha. Được không ạ? Rồi, ok các anh chị ha. Và đó cũng chính là cái phần mà Thanh An muốn chia sẻ với các anh chị trong cái buổi chiều ngày hôm nay. Và chúc cho tất cả các anh chị có một ngày làm việc thật là sảng khoái. Chúng ta cũng đến những cái giây phút và nghỉ ngơi bên gia đình và người thân rồi các anh chị ha. Và anh chị nào mong muốn có một cái môi trường để chúng ta cùng nhau phát triển, cùng nhau rèn luyện thì có thể là tham gia vào nhóm cùng với Thanh An để được hỗ trợ trực tiếp tạo ra những cái kết quả tuyệt vời nhất các anh chị nha. Và chúc cho tất cả các anh chị có những cái tháng cuối năm thật là bùng nổ về lợi nhuận, về quy mô, về tiền các anh chị. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những buổi Zoom và những buổi livestream tiếp theo các anh chị nha.